Hôm nay mình tiếp tục vô bếp nha các bạn. Mình có mua con gà. Gà này kêu bằng gà nội á. 3 kg, 3 kg mấy á. Giờ mình sẽ nấu ragu. Nấu ragu để hai người bạn cùng sớm. Giờ mình biết nhiêu làm nhiêu nha các bạn, đừng cười nha. Biết cái gì làm đó. Biết tới đâu là tới đâu. Giờ bắt đầu mình chặt ra mình chế biến nha. Mời các bạn đồng hành của mình nha các bạn nha. Nó cứng quá rồi, chặt đùng 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 quá là cái quay cho các bạn xem là sợ các bạn nghe rầm 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 hết hồn. Thôi rồi chặt xong rồi mới giờ ướp vô gia vị rồi vô rồi mình mới quay cho các bạn xem. Rồi chuẩn bị mình gọt mấy củ này mình nấu vô ông đây. Nấu bằng nước dừa nha các bạn. Hôm nay mình làm mình đẩy cũng cuối năm rồi đó, mình đẩy hai người bạn ở chùm sớm với mình á. Bạn chơi từ hồi giờ. Con gà này là không phải mua con gà mà chợ nha các bạn, gà này cũng gà nồi luôn. Gà nồi bởi như các bạn nhìn kỹ cái thịt nó. Thấy chưa? Nó giống như là cái xương nó bự mà cái thịt nó giống như thịt bò vậy chứ không phải gà, bắt thịt của nó. Nó cứng dữ lắm. Hy vọng là mình làm món này nói chung là hồi mời một hai người bạn qua ăn là vừa ý. Nói chung là cũng được các bạn ha, không có hấp dẫn chứ. Giờ bắt đầu làm nha. Bạn đồng hành của mình nha các bạn nha. Mình thắng mình phi dầu nha các bạn. Hành. Nghe xèo xèo lắm đúng không các bạn? Nghe xèo xèo là thấy được rồi. Nó vàng thế nữa nó thơm. Màu vàng ba. Hôm qua nó khét nó được ngon, bệnh chết. Giờ mình đổ thịt gà vô mình cho nó săn lại. Quá trời gà bự các bạn, gần đầy nồi một con một. Rồi nha các bạn chờ nha, giờ mình làm cho săn con gà vô lên rồi xong rồi mình nó đổ nước dừa vô nha các bạn nha. Biết nhiêu làm nhiêu nha các bạn, đừng mình biết nhiêu mình làm nhiêu các bạn xem cho không mình làm không đúng thì cũng vui thôi chứ đừng cười mình nha các bạn nha. Cái nhà lá vườn mà bạn bè mình cũng dễ lắm, lâu lâu tới nhà cái mình có gì mình đãi đó là mình qua bên nhà bạn mình chơi cũng vậy, có gì đãi đó ngon ăn ngon, dở ăn ngọt ăn dở, ngon thì cùng nhau khen cười, còn dở cùng nhau ăn dở đó. Giờ mình làm cho mình đợi cho hồi nó săn lên mình đổ nước dừa vô, bạn chờ mình nha. Rồi giờ mình đổ nước dừa vô nha các bạn, mình đổ nước dừa vô, mình không có nấu bằng nước ấy nha các bạn, nước thường nha, mình làm chỉ nấu bằng nước dừa không, mình làm hai trái dừa vô luôn, làm hai trái dừa. Dừa này cứng cại các bạn, nó cứng cại nè, đâm ra cái nước nó ngọt, ít nước chút mà nó ngọt. Rồi hồi cái mình bỏ củ quả vô luôn đó là nó đầy lên là dừa. Thêm trái dừa nữa. Mình cho mấy bé là xong xong ở nhà chơi các bạn xem nha. Rồi các bạn chờ mình nha, chờ mình nấu thử cái nồi này ra sao nha các bạn nha. Rồi các bạn, giờ hai trái dừa mà nó không có đủ chút mình thêm vô hai ly nước lọc. Chứ bây giờ nước dừa nữa thì phải chạy đi mua mất công đó các bạn ha, thông cảm bớt nha. Thêm vô 2 ly nước lọc nữa. Với lại dừa. Nước dừa mà nhiều quá nhiều khi nó cũng nó giờ mình thêm 2 ly nước lọc cho. Với lại con gà này giờ các bạn phải chờ với mình nha các bạn, phải biết các bạn biết sao không? Con gà này nó cứng dữ lắm.
thịt nó cứng dữ lắm, nên ra mình phải hầm rất lâu. Rồi mà mình hầm tương đối cái thịt gà nó tương đối mềm rồi mình mới bỏ củ vô được. Đây, củ mình làm sẵn rồi các bạn thấy nè. Củ rồi mình làm sẵn rồi mà chưa dám bỏ vô, mình bỏ vô cái này nó mềm trước. Nên ra mình làm thịt gà trước, tại nếu mà con gà chợ á thì là mình bỏ chung một lượt là vừa. Nếu mà mình làm con gà chợ là gà đánh hoàng rồi đó các bạn, thì bỏ chung gà đất rồi đó, là bỏ chung là vừa. Còn gà này nó cứng, đâm ra mình phải cho thịt gà nó mềm trước đi rồi mình mới bỏ củ vô. Rồi các bạn chờ nha các bạn nha. Cái con gà này nó cứng quá các bạn, mình cho một cục đá vô chính giữa để cho nó mau mềm. Cái này nó không biết, mình hồi đó ở dưới quê, mình nhớ là ở dưới quê mấy bà già xưa người ta nấu đám á các bạn. Hồi đó mình cứ chứng kiến, mình thấy mình hỏi chi vậy. Các bạn nói là cái gì mà muốn nó mau mềm á, nó cứng quá là để cục đá vô chính giữa nấu vậy nó mau mềm lắm. Thì giờ mình bắt trước mình làm. Từ nãy giờ khoảng cỡ tiếng mấy rồi các bạn, mà con gà nó chưa nhừ nữa, chưa mềm nữa, các bạn biết là con gà nó cứng cỡ nào. Màu cái chân nó còn mà còn vậy là các bạn biết là con gà nó cứng cỡ nào. Tiếng mấy rồi đó, gần 2 tiếng rồi đó các bạn. Mình mới bỏ củ vô, vừa bỏ củ vô nè. Gà này nó cứng chấm nha các bạn. Mà ăn rất là ngon, chịu khó nấu nó cho nên mà nó mềm mềm chút ăn ngon lắm, tại thịt nó dai. Chắc chừng cỡ tầm nửa tiếng nữa củ chín là chắc vừa các bạn. Thấy cũng hấp dẫn các bạn ha, cũng có màu mè nè, cũng hấp dẫn chứ. Mời khách tới mà bây giờ là khách tới nhà hết rồi các bạn. Khách tới mời hai người gia đình bạn bè của mình tới. Giờ khách tới rồi mà các bạn nhìn thấy đó, khách tới hết rồi các bạn, mà bây giờ là cái nồi nó chưa mềm, nằm chờ cái nồi mềm lai láng luôn. Còn mà trước đó, các bạn thấy không, khách tới đứng ngồi nằm chờ, ngồi chờ, ra đường đứng chờ mà cái nồi gà nó không mềm. Chờ tí nữa là được rồi. Cũng tương đối rồi các bạn, tương đối chắc chừng cả 15 phút nữa có thể ăn được rồi nha các bạn ơi. 15 phút nữa có thể được. Nhìn cái chân mình nói chung là cũng còn hơi cứng cứng. Cái này chắc mình vẽ chấm chén muối ớt các bạn. Cái này mình thích chấm muối ớt hơn. Thích chấm muối ớt, nhưng mà nếu mà đúng mình chấm muối hột cũng ngon hơn. Làm chén muối ớt cái là nữa là chắc vừa các bạn. Nấu mà nó nóng mới nổi là chịu không nổi luôn, đi tắm luôn các bạn biết rồi. Hoài gần 2 tiếng quá lâu đúng không các bạn. Gà này ăn hơi bị cực. Chén muối ớt các bạn. Chén muối ớt xong rồi. Còn mấy giờ á? Dạ hơi hấp dẫn rồi. Cái gì chứ nhà này cái gì thiếu chứ muối có thiếu. Phải làm nhiều muối nhiều vô. Rồi xong rồi các bạn, hấp dẫn các bạn. Xong rồi. Đó. Bây giờ ragu chấm với bánh mì thôi. Mời khách tới nãy giờ 2 tiếng à, ai nấy đói bụng hết rồi mà cái nồi thịt nó không mềm. Rồi các bạn thông cảm nha, tại vì bánh mì rồi cái nồi nó không mềm. Với lại ở mình ở Việt Nam á các bạn, thì nhà mình nó nhỏ, không có bàn mà để ngồi như hết, em ra ngồi ăn cái đất, ngồi ăn với nền nhà vậy thôi à. Thì các bạn ở nước ngoài xem thông cảm cho mình nha. Mình ở đây gia đình mình cũng ví dụ như có khách vô đông quá thì chỉ có ăn được thôi, mới có đủ chỗ ngồi.
tại vì ở đây mình ăn là mình ngồi chứ mình không có đi tới đi lui, nên ra nó cái bàn thì không thể nào thì chứa đủ, nên ra mình ngồi dưới đất mình ăn. Các bạn xem cảm nhận các bạn nha. Mời các bạn nha. Các bạn mềm không? Mềm quá. 2 tiếng đồng hồ á, hầm 2 tiếng đồng hồ á, các bạn thấy mềm á. Ai ăn mặn quá thì ấy nóng luôn. Cái chả để ngoài vô bỏ. Không biết bỏ em vô mấy trăm chút. Mềm mềm, ngon à. Ăn thử miếng la bu của mình làm nha các bạn. Đúng rồi, cái này có chấm lên cái gì muối ớt. Ngon dở là do cái muối ớt. Khi nào muối ớt bỏ chấm cái này à. Ví dụ cái nước hơi lạc thì anh ấy muối vô. Còn vừa ăn rồi. Ngon quá. Sao cà ri người ta hay có muối ớt ta. Nó bánh nó ngon. Nước. Muối thì chanh hoặc muối ớt. Cái này là la bu. Cho bỏ nó ớt vô, hấp vô cái trò nó ngon. Cái da sực 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 luôn á. Cái vậy đúng ngon ghê luôn á. Da sực sực. Con gà này đúng ngon luôn á. Con gà, các bạn tính đi, con gà mà nấu 2 tiếng đồng hồ. Giờ mấy giờ? Nó giờ bây giờ 9 giờ. Mời khách 7 giờ mà 9 giờ mới ăn. À, 9 giờ nha. Nó không mềm mà sao ăn? Nó không mềm mà ăn răng là chưa nổi. Ăn ngon quá, ok ăn. Với lại lúc đó bà xã mình đi bán chưa về, giờ về. Về nha. Ủa nghe sao nó ăn? Để cho tôi đi. Rút ra, rút ra. Để tôi đi. Rút ra đừng hết thiều dụng dạng gì. Rút ra. Tôi nè, nói vừa đem ra thì rút cho nó. Đúng rồi. Đúng rồi. Câu này bỏ mì rồi. Nó dở cái vô chứ ngon lắm các bạn. Con cái nấu nó hơi, nó hầm nó hơi lâu. Hầm nó lâu quá. Lâu rồi, biết muốn làm rồi. Lại nè, con có rồi nè. Trời ơi. Vô đi, vô cái đi các bạn ơi. Vô. Ngon quá. 12 lon hả? À. Sao em đặt em mua nó có chị? Có hả? Em đã mua nguyên thùng luôn. Mà mua nguyên thùng luôn hết. Hôm nay là mình nấu món này mình đãi ba hai gia đình bạn mình nha các bạn. Thì có nhiều đây hai gia đình tới vui chơi với lại mình là cuối năm á. Tất nhiên. Tất niên nào mà tất niên mà mình dặn dạy mình cuối năm thôi là mình không cúng không chứ lại không có làm gì đâu tất niên. Nhưng mà năm nào cũng có vậy hết á. Rồi các bạn xem clip các bạn nhớ đăng ký kênh nha các bạn nha. Rồi dạ tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo nha các bạn.